Mình cái này mình chỉ làm tượng trưng cho các bạn thôi nha. Chân vịt của nó này các bạn ạ. Rồi. Chân vịt của mình hoạt động rất chi là mạnh nha các bạn ơi. Trục bánh xe này. Mình phải đi lấy cái bánh xe cũng to hơn. Như vậy video của mình đến đây kết thúc nha.